Xin kính chào quý vị khán giả. Bản tin 24 giờ tổng hợp những thông tin nóng nhất, mới nhất, hữu ích nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc cũng như trong thế giới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì chuyên gia Trung Quốc phủ nhận siêu đập Tam Hiệp là nguyên nhân lũ lụt. Giới chuyên gia Trung Quốc phủ nhận thông tin rằng con đập Tam Hiệp có liên quan trực tiếp đến lũ lụt tồi tệ ở Hà Nam. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ thông tin từ truyền thông nước ngoài rằng những trận mưa như chút nước và lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc là do hoạt động xây dựng đập tràn lan. Các chuyên gia Trung Quốc khẳng định những con đập này đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại thảm họa nước. Các chuyên gia cho biết, điều mà mọi người nên rút ra bài học từ lũ lụt và nhận thức của sự biến đổi khí hậu cùng với các phương tiện nhân tạo để đối phó với những tình huống khắc nghiệt. Khi Hà Nam báo cáo ít nhất 250 người chết trong trận mưa lũ chưa từng có, một hãng tin nước ngoài đưa tin một con đập bị vỡ ở Lạc Dương và nói rằng mối đe dọa lũ lụt gia tăng ở Trung Quốc là việc xây dựng các con đập và đê, cắt đứt kết nối giữa sông hồ lân cận cùng các vùng ngập lũ thu nước vào mùa hè. Các chuyên gia mà Hoàn Cầu Thời báo tiếp cận cho biết việc xây đập và mối đe dọa lũ lụt ngày càng trầm trọng, không có mối liên hệ trực tiếp, đặc biệt là trong trường hợp này của Hà Nam. Lũ lụt giống như một hành động đột ngột của tự nhiên. Phu Dông Phu, giáo sư Đại học Hà Hải, nói rằng truyền thông nước ngoài đang phóng đại vấn đề vì trên thực tế, việc xây dựng các đập và hồ chứa sẽ tăng cường khả năng phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai trong khu vực. Theo giáo sư Phu, hầu hết quốc gia đều xây đập giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai. Vì vậy, không nên loại bỏ việc xây đập vì một thảm họa hiếm gặp do mưa lớn chưa từng có. Cơ quan cứu trợ hạn hán kiểm soát lũ lụt Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Hà Nam và triển khai công tác cứu hộ ứng phó khẩn cấp cấp độ 3. Khoảng 849 người đã được giải cứu. Lũ lụt ở Hà Nam khiến 33 người chết, 8 người mất tích cùng hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng. Tỉnh Hà Nam nằm ở vùng đồng bằng miền Trung Trung Quốc, trải dài 4 lưu vực sông chính là sông Hải Hà, sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp. Mỗi lưu vực có 1.030 con sông với diện tích thoát nước ít nhất là 50 km². Chuyên gia cho biết lũ lụt có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như địa hình Hà Nam thấp và dễ bị tổn thương, và tốc độ đô thị hóa nhanh khiến mặt đất dễ bị nhiễm nước. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khí hậu khắc nghiệt vì hệ thống thoát nước không được thiết kế cho những trận mưa lịch sử như vậy. Ma Jun, giám đốc Viện các vấn đề công nghiệp và môi trường có trụ sở ở Bắc Kinh, nói với Hoàn Cầu Thời báo cho rằng việc xây đập có một số tác động đến sinh thái của vùng ngập lũ nhưng không liên quan trực tiếp đến lũ lụt. Còn giáo sư Phu cho hay, các dự án đập Trung Quốc thường thực hiện đền bù sinh thái, trong đó yêu cầu lượng nước của các trạm thủy điện không được thấp hơn mức xả nước sinh thái bình thường, có nghĩa là có ít tác động đến sinh thái. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh các hồ tiếp giáp với sông và vùng ngập lũ là sức mạnh điều tiết của tự nhiên, trong khi con đập đại diện cho sự điều tiết nhân tạo, và cả hai nên làm việc cùng nhau để kiểm soát lũ lụt. Mặc dù điều tiết nhân tạo có thể đóng một vai trò nào đó, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn những nguy cơ của thời tiết khắc nghiệt đột ngột. Do đó, không thể bỏ qua tầm quan trọng của điều tiết tự nhiên, Mazun nói. Ông giải thích rằng các con đập thường kết hợp nhiều chức năng, bao gồm sản xuất thủy điện, thủy lợi và du lịch. Sau trận lũ thảm khốc năm 1998, Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương dần dần trả lại đất canh tác cho các hồ nhằm khôi phục khả năng điều tiết tự nhiên và ngăn chặn sự phát triển quá mức sau sự cố vỡ đập Bản Kiều năm 1975, dẫn đến sự cố vỡ 62 đập ở tỉnh Hà Nam. Trung Quốc đã tăng cường thiết kế, xây dựng vận hành và quản lý các đập. Các chuyên gia cho biết công nghệ và an toàn đập của Trung Quốc là đẳng cấp thế giới. Mưa to, lũ lụt đã tàn phá dữ dội tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Khu vực Bắc Lào cũng hứng nhiều tổn thất về vật chất do mưa lũ. Thiệt hại về người do đập mưa lũ lịch sử xảy ra ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vẫn chưa dừng lại. Trong khi các trận mưa lớn vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nhiều địa phương ở tỉnh này, số liệu từ Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa công bố ngày hôm qua cho thấy các trận mưa lớn chưa từng có trong vòng 60 năm qua liên tiếp xảy ra ở tỉnh này đã khiến 130 người thiệt mạng, 8 người mất tích, hơn 3 triệu người tại 103 quận huyện trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng. Đến nay, Hà Nam đã phải di dời khẩn cấp 376.000 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, 215.200 hecta cây trồng bị tàn phá, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 1,22 tỷ nhân dân tệ. Sáng nay,
Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo mưa màu vàng, mức báo động thứ 2 trong 4 cấp trên cả nước. Trong đó, một số tỉnh được dự báo có mưa to đến rất to như Hà Bắc, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam, Tiết Giang. Trong khi đó, Đài khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục phát đi cảnh báo màu đỏ, mức báo động cao nhất về mưa lớn. Giờ đây, không chỉ thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh này bị mưa lũ tàn phá, hàng loạt các địa phương khác như An Dương, Hạc Bích, Tân Hương, lượng mưa cũng đang đều ở mức báo động, có nơi nghiêm trọng không kém Trịnh Châu. Trong đó, lượng mưa lớn nhất đo được tại thành phố Tân Hương có lúc lên tới 907mm. Do ảnh hưởng của mưa lũ, trong 3 ngày, thành phố này đã có 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố tràn nước, khiến 58 xã bị ảnh hưởng. Hai trạm đo mực nước tại đây đã vượt mức hạn cảnh báo. Tính đến 22 giờ 30 giờ địa phương, đã có hơn 470.000 người và hơn 55.000 hecta hoa màu tại thành phố này bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thành phố An Dương phải ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động, tất cả các cơ quan doanh nghiệp làm việc tại nhà, ngoại trừ lực lượng cứu hộ và những người làm nhiệm vụ, tất cả các trung tâm mua sắm dưới lòng đất và nhân viên bãi đậu xe phải sơ tán vào nơi an toàn. Cùng lúc đó, các chuyên gia Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin từ truyền thông nước ngoài cho rằng những trận mưa như chút nước và lũ lớn ở tỉnh Hà Nam là do hoạt động xây dựng tràn lan của các con đập. Theo các chuyên gia này, các con đập đang đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại thảm họa mưa lũ. Còn tại Lào, mưa to liên tục trong nhiều ngày qua khiến nhiều tỉnh Bắc Lào bị ngập úng, gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất cũng như các công trình thủy lợi. Theo đó, tại các tỉnh Luang Nam Tha, Luang Pha Vang và Bốc Kheo xảy ra mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã làm mực nước các con sông cao, gây ngập lụt diện tích hoa màu, ruộng lúa, khu dân cư và phá hủy nhiều công trình thủy lợi. Chính quyền tỉnh Luang Nam Tha cho biết, theo báo cáo bước đầu, mưa lũ đã gây thiệt hại cho hơn 40 hecta đất nông nghiệp, nhiều tuyến đường bị sạt lở và hơn 70 công trình thủy lợi khác bị hư hại. Ngoài ra, chính quyền tỉnh này cũng đã lên phương án di dời người dân ra khỏi vùng lũ trong trường hợp mưa lớn tiếp tục kéo dài. Ngoài Luang Nam Tha, tỉnh Luang Pha Vang và Bốc Kheo cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ, khiến một số địa phương ở tỉnh này bị cô lập hoàn toàn. Ngay sau khi ngập úng xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã có mặt cùng người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa được xá. Trong các ngày vừa qua, tỉnh Sayaburi, Siêng Khoang và Viên Than cũng trải qua đợt lũ lụt thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng con người. Có thể nói, đặc trưng khí hậu của Lào từ giữa tháng 4 đến tháng 10 dương lịch là mùa mưa. Các tỉnh Bắc Lào thường xuyên xảy ra các trận lũ quét ngập lụt. Vì vậy, khi cơ quan khí tượng thủy văn của nước này thường xuyên khuyến cáo người dân cần thận trọng, đề phòng lũ lụt xảy ra bất ngờ trong mùa mưa lũ để đảm bảo tính mạng và tài sản. Nước lũ đã tràn vào một trạm tàu điện ngầm đông đúc ở Trung Quốc vào ngày hôm qua. Một số hành khách cố gắng chạy thoát thân trong khi số khác bị cô lập, phải bất lực trú tại các nơi đứng chờ tàu. Trong một toa tàu điện ngầm, nước đã tràn vào và dâng lên mắt cá chân, tới eo rồi tới cổ. Những hành khách sợ hãi đã cố vươn lên để thở, trong khi số khác thì nâng những người thấp hơn lên cao khi oxy bị giảm. Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, một số hành khách chỉ có thể đứng lên ghế và bám đáy trần của toa tàu khi nước lũ dâng cao. Một người đã cố gắng đập cửa sổ trước khi nhận ra rằng nước bên ngoài toa tàu còn cao hơn. Một số người đã quay video về thảm kịch, trong khi những người khác gọi người thân hay đăng tải thông điệp cầu cứu. "Tôi không thể nói được nữa", một phụ nữ đăng trên mạng xã hội Weibo. "Nếu không có cứu hộ trong vòng 20 phút tới, hàng trăm người như chúng tôi sẽ mất mạng. Tất cả chúng tôi đều đứng trên ghế và nước đã đến đầu gối", một phụ nữ tên Lee nói. "Một số hành khách thấp hơn thì bị nước dâng lên dưới cổ", cô ấy nói và cho biết thêm, càng về sau oxy bắt đầu sụt giảm. Sau khoảng 1 giờ thì toa tàu bắt đầu chìm trong bóng tối và mức oxy lại giảm hơn nữa. "Tôi rất sợ hãi, nhưng điều kinh hãi nhất không phải là nước, mà là lượng oxy sụt giảm." Sau vài giờ sợ hãi và bất định, những nhân viên cứu hộ đã có thể tiếp cận toa tàu từ trần toa và kéo người ra ngoài. "Chúng tôi gõ trên mặt kính một chút và đột nhiên có không khí", một phụ nữ giấu tên phát biểu trên đài truyền hình nhà nước CCTV. Hàng trăm người cuối cùng đã được cứu sống tại đường hầm tàu điện ngầm bị ngập lụt ở Trịnh Châu. Thành phố có 12 triệu dân, nằm bên bờ sông Hoàng Hà, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Nhưng ít nhất 120 người được cho là đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong thảm kịch này.
xảy ra khi lượng mưa chỉ trong 3 ngày nhiều hơn trong 1 năm tại vùng này. Đây là thời điểm mùa mưa tại Trung Quốc và lũ xuất hiện hàng năm. Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết hiện tượng ấm lên toàn cầu có thể khiến tình hình thêm nguy hiểm và cảnh báo thời tiết cực đoan có thể diễn ra bất thường trong tương lai. Tại Hà Nam, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hơn 200.000 người đã phải di tản. Một số tuyến đường chính trở thành sông, ô tô và các mảnh vỡ bị cuốn theo ra nước. Các câu chuyện đau xót đến và thảm kịch tàu điện ngầm cùng nước lũ dâng cao khắp các tỉnh tiếp tục xuất hiện. Các nhân chứng mô tả sự sợ hãi và hoảng loạn. Lúc đầu thì không quá nhiều nước và sau đó bắt đầu xuất hiện ngay lập tức một phụ nữ trên toa tàu điện ngầm bị ngập, nói trên trang Via Video. Trong khoảng 30 phút thì nước dâng lên tới vai, cô ấy nói thật khó thở, nhiều người đã bị xỉu. Một phụ nữ muốn giấu tên cho biết là đã bị kẹt 4 giờ và bật khóc cuối cùng khi đã được giải cứu. Có rất nhiều nước tại các nơi đứng chờ tàu và nước chảy ra từ các khe cửa của tàu điện ngầm. Một hành khách nói với trang Dubai News, tôi may mắn khi ở nhà nên chúng tôi cảm thấy như sắp bị nước lũ cuốn. Quang Quan nói với BBC từ Trịnh Châu. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra khắp các tỉnh Trịnh Châu, trong khi theo dự báo sẽ tiếp tục có mưa từ nay đến hết tuần. Tất cả chúng tôi đều mong mỏi tình hình sẽ sớm ổn, cô Quang cho biết, chúng tôi rất sợ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.